Đầu tiên đó là lấy lúa chủ lúa ngâm rồi rút ủ 3 ngày toan ra rổ, rồi tới 14-15 ngày đó là xé rồi phơi 4-5 nén như đó, rồi máy thành bột rồi mới nếp nấu thành xôi, trộn mọng vô 7 tiếng đồng hồ rồi mới kích, lấy nước cô 6 tiếng sau mới tới nhà. Còn công đoạn là từ nấu từ nếp tới nhà là tới 15-16 tiếng. Gia đình bà Hồng là một trong số ít hộ dân còn lại nối nghiệp, giữ được nghề làm mạch nha truyền thống. Trải qua bao thăng trầm của nghề, có lúc tưởng chừng phải bỏ nghề, nhưng gia đình bà vẫn cố gắng duy trì, đưa đặc sản mạch nha trở thành sản phẩm OCOP nổi tiếng khắp gần xa. Cái nghề truyền thống này của tôi là từ 4 đời, đời ông cố, là tới đời ông nội, là tới đời ba tôi, tới đời tôi là 4 đời. Cái này là chỉ làm là bằng mỏng lúa và nếp, nhưng mà nó dẻo và nó ngọt thanh. Cái nghề này nó cực, cho nên là nhiều người bỏ, nhưng mà riêng tôi thì tôi rất yêu nghề, mấy nghề, và làm là ra sản phẩm của tôi cũng rất là đạt. Hãy ơ an là thấy cũng là ghiền. Nghề làm mạch nha đã có từ lâu đời ở Quảng Ngãi. Trước đây rất nhiều người làm nghề nhưng dần bỏ nghề vì vất vả và đầu ra sản phẩm gặp khó khăn. Một vài hộ gia đình thực sự tâm huyết mới giữ được nghề tới ngày nay. Giữ miết cổ truyền theo ông bà luôn. Ngày hôm nay mấy chục năm rồi. Nghề này thì bỏ không được cổ truyền, nhưng mà lồn xa lồn hoài nó cũng khóa, không người lồn miết nó cũng khóa lồn, có việc công an việc lồn nữa. Mình cũng cố gắng nấu rồi cũng giữ cái nghề này miết. Mạch nha Quảng Ngãi đã khẳng định được thương hiệu khi được công nhận sản phẩm OCOP. Nhiều hộ dân cũng dần quay trở lại tiếp tục làm nghề. Trước kia là người ta nấu rất là nhiều, nhưng mà sau này là coi như là người ta bỏ rất là nhiều, thì chỉ còn một hơi người là mới giữ lại được cái nghề bệnh nha này truyền thống, giữ đến ngày hôm nay. Còn ngày bữa nay là từ từ là lên tới OCOP là phát triển, tập trung con cháu giữ được cái nghề truyền thống này với xóm làng có công ăn việc làm, còn ngày càng phát triển hơn nữa. Không để nghề làm mạch nha bị thất truyền, chính tâm huyết ấy của những người một lòng giữ nghề đã giúp cho đặc sản mạch nha Quảng Ngãi ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.